Hello hello mọi người. Lại là chuyên mục unbox đồ bánh bèo giá rẻ của mình đây. Đầu tiên thì mình có đặt một set đồ màu be. Điểm nhấn trên áo chính là phần cổ và cúc áo màu đen. Phần tay áo được may phồng khá là xinh nha. Ngoài ra thì trong set có thêm một cái chân váy cùng màu. Hai cái dấu trừ màu đen này là túi giả thôi nha. Mặt sau váy thì được bo chun mà khá là thoải mái. Bên trong váy thì cũng được may thêm một lớp quần mỏng nữa nè. Ôi mọi người ơi, mình không ngờ là mặc lên lại xinh như thế này luôn ý. Set này thì có cả màu đen và màu vàng nữa. Nhưng mình thấy màu be này là xinh nhất rồi. Mặc đi chơi hoặc là đi học cũng đều được luôn. Tiếp theo là mình có mua thêm một cái váy dáng dài màu xanh. Phần trên của váy thì nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà phần eo được may chiết vào trông khá là tôn dáng nha. Em váy này thì chỉ có một lớp thôi. Tuy nhiên là chất vải thì mặc lên khá là mát. Quá kéo của váy hơi ngắn nên khi mặc sẽ bị bất tiện một chút. Mình thấy váy kiểu này mặc lên che khuyết điểm khá là độ tốt. Dài của váy cũng khá phù hợp cho bác nào mà chiều cao khiêm tốn như mình nha. Cả hai đồ này thì cũng chỉ có hơn 100.000 thôi. Nói chung là mình thấy chất lượng quá ok so với giá tiền luôn. Hello hello mọi người. Cho những ai chưa biết thì mình cực kỳ thích màu hồng luôn. Nhưng mà mãi mình mới tìm thấy một cái áo màu hồng đầy đủ tiêu chí. Đấy là kiểu dáng đẹp và không bị kén da. Em áo này thì là kiểu màu hồng vỏ đỗ. Ở dưới áo thì có phần dây buộc. Ở trước ngực thì mình thấy được may nhấn chun khá là xinh. Phần tay cũng được may phồng trông cái kiểu điệu đá ấy. Ngoài ra thì mình có mua thêm một cái tennis skirt màu denim. Váy ngắn nên là bên trong cũng được may thêm quần rất là an toàn luôn. Chất này mặc dù mỏng nhưng mình thấy phần ly được may khá là tốt. Đằng sau thì có khóa kéo và phần cạp được may khá là dày dặn nha. Mọi người có thể kết hợp set này với nhau. Mặc lên trông khá là nổi bật. Hoặc là mọi người có thể mặc với áo sơ mi oversize hoặc là phối với áo phông cũng siêu xinh luôn ý. Hello hello mọi người, có ai thấy cái hộp này trông quen không? Đây là lần thứ 3 mình mua của shop này rồi. Lần này thì mình có mua một cái váy polo màu đen, trên ngực có tên của shop này. Em này thì được làm bằng chất thun gân co giãn khá là tốt. Mình thấy mùa hè mặc cũng không bị nóng đâu nha. Phần mình thích nhất chính là chỗ khóa ở đằng trước này, kiểu mỗi bên một màu trông khá là lạ. Ôi bất ngờ chưa, còn được tặng một cái băng đô nữa nè. Mình thấy trên ảnh bạn mẫu đội lên trông xinh lắm, còn mình đội lên trông cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy. Mình thấy em này rất phù hợp cho bạn nào thích style sexy một chút nhưng mà vẫn rất kín đáo và năng động nha. Bác nào mà thích kín cổng cao tường hơn nữa thì kéo khóa lên, còn sexy hơn thì kéo xuống một chút là được thôi nè. Hello hello mọi người. Hôm trước tranh thủ Shopee sale thì mình mới mua được mấy đồ bánh bèo khá là xinh. Vừa mở ra thì mình đã thấy cái màu hồng này siêu đẹp luôn ấy. Em này là kiểu áo khoác dài tay, từng đường kim mũi chỉ thì mình thấy quá là chỉnh chu và cẩn thận. Ngoài áo ra thì mình có mua thêm váy ở trong set nữa. Em này được làm bằng vải tuyết khá là dày dặn nên mặc lên trông rất là đứng form nha. Mọi người có thể mặc trực tiếp lên, còn mình thì thích mặc thành kiểu áo khoác hơn. Tiếp theo thì mình có mua thêm một cái váy dài tay màu trắng. Điểm mình thích nhất của em váy này chính là phần tay được may phồng khá là xinh. Chất vải này thì kiểu có vân, sờ lên kiểu sần sần khá là thích. Vì phần ngoài của váy khá là mỏng nên cũng rất tâm lý khi may một lớp lót ở phía dưới váy. Em này thì mình thấy mặc đi tiệc, đi đám cưới hoặc là mặc để chụp ảnh concept nàng thơ cũng rất là hợp luôn. Cuối cùng thì mình có mua thêm một cái áo phông trông khá là đơn giản. Em này thì làm bằng chất thun lạnh co giãn khá là tốt. Phần chữ được in khá là sắc nét. Bạn nào thích mặc áo phông mà không muốn bị quá trẻ con thì có thể tham khảo em áo phông này cũng rất là xinh nha. Hello hello mọi người. Thực ra thì đây không phải chân váy đâu mà là quần giả váy thôi nha. Lần này thì mình thử mua hai cái quần giả váy. Mình thấy em này thì đường may khá ổn. Chất vải này mặc lên cũng không bị nóng đâu nha. Điểm đặc biệt của em quần này chính là phần ở đằng trước kiểu xẻ xuống dưới chứ không liền như những cái váy khác. Mà mình bảo em này chỉ có hơn 100.000 thôi thì mọi người có tin không? Em thứ hai mình mua thì cũng là một cái quần giả váy. Toàn bộ phần cúc và túi cũng đều là giả luôn nha. Em này thì được may phần trên lệch hơn một xíu. Mình thì thích cái thứ hai này hơn cái trước vì phần bụng được may ôm và cạp cao hơn. Cảm giác là sẽ tôn dáng hơn cái kia nha. Vì là chân váy dáng cạp cao nên mình thấy khá là dễ phối đồ. Mọi người có thể mặc về áo phông, áo sơ mi nhưng mà mình thích phối với cả các loại crop top hơn. Mình nghĩ là kiểu chân váy này thì ai cũng nên có một em. Mỗi lần đổi áo là ra một outfit khác nhau rồi nè. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình mới thử mua hai cái sơ mi giá rẻ. Em đầu tiên là mình mua là một cái có họa tiết kẻ xanh trắng. Mình đọc feedback thì thấy có bạn bảo là có nhiều chỉ thừa, nhưng mà cái mình nhận được thì không hề có chỉ thừa nha. Mình thấy kiểu dáng và màu sắc của em áo này mặc lên khá là xinh. Mặc lên có cảm giác trông gầy và cao hơn ý. Kiểu áo này thì mình thấy có thể mặc đi chơi hoặc là đi làm cũng đều được luôn. Điểm trừ duy nhất là chất vải này sẽ hơi nóng một xíu nên là hôm nào trời mát hoặc là đi đâu có điều hòa thì sẽ mặc ok hơn nha. Em thứ hai là mình mua cũng là họa tiết kẻ nhưng mà màu xanh min. Em này thì kiểu dáng y hệt cái kia, nhưng được cái là chất vải mỏng và mát hơn rất nhiều. Sờ lên thì sẽ thấy hơi sần sần một chút như hạt gạo ấy. Mình thử mặc kiểu sơ vi thì thấy không hợp lắm nên là kiểu áo này thả ra vẫn xinh hơn nha. Mấy cái áo này cũng chỉ có hơn 100.000 thôi nên nhìn chung mình thấy vẫn quá chất lượng so với giá tiền luôn nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình mới mua được một chiếc váy khá là dễ thương. Shop này tặng kèm cái dây chun một tóc mà cũng phải cho vào túi giấy luôn. Váy lần này mình mua là một cái baby doll da báo màu hồng. Em này thì làm bằng chất vải muslin, cái chất mà mình khá thích gần đây vì mặc lên rất nhẹ và mát nha mọi người. Chất này chính là để làm khăn xô hoặc là quần áo cho em bé. Phần cánh tay thì được may dây để luồn chun. Mình thấy buộc càng chặt thì tay áo sẽ càng phồng thì phải. Màu váy này thì mình thấy ở ngoài đẹp hơn trên ảnh nha. Em này thì mình thấy mặc lên khá trẻ trung và hách tuổi. Điểm trừ duy nhất là mình thấy chất vải này sẽ hơi mỏng một xíu nên nếu mua thì mọi người để ý mặc đồ bên trong sáng màu một chút nha. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thử unbox mấy đồ sexy trông mát mẻ rất là hợp để mặc mùa hè luôn. Đầu tiên thì mình có mua hai cái áo nhung tạo áo siêu đơn giản để mặc trong áo sơ mi hoặc là blazer. Tiếp theo là mình có mua thêm hai cái crop top hoa nhí siêu xinh. Mình chọn một cái màu vàng nhạt và một cái màu hồng. Điểm đặc biệt của hai em áo này là mình thấy nó có dây buộc ở trên. Khi mặc thì mọi người có thể buộc lên cổ như thế này, cảm giác sẽ không lo bị tuột xuống ý. Còn ai mà không thích mặc màu hồng thì có thể lấy màu vàng này cũng siêu xinh luôn. Áo kiểu này thì mình nghĩ mọi người có thể mặc với chân váy ngắn, quần jean màu xanh hay đen cũng đều được nha. Lúc đang định
thanh toán rồi thì mình thấy có em váy này trông khá là lạ. Phần giữa của váy thì được may rời, đính thêm một chút ren màu đen vào, làm áo trông nổi bật hơn rất nhiều. Mặt sau của váy thì có khóa kéo và bên trong thì không có quần bảo hộ đâu nha mọi người. Mình thấy em này mặc lên khá là xinh. Tuy nhiên là bạn nào có ngực đầy đặn hơn mình một chút thì sẽ mặc đẹp hơn nha. Hello hello mọi người, không biết ở đây có ai mùa hè lại đi đặt áo hoodie giống mình không nhỉ? Shop này thì mình thấy có logo hình con vịt siêu xinh luôn. Trên phần ngực áo thì có in luôn cả logo và tên của shop nè. Nghe tiếng kêu của khóa là đã thấy khóa chất lượng rồi. Phần mặt trong của áo thì có lót bông siêu mềm mại và dày dặn luôn. Sang tầm thu đông là mặc được nha mọi người. Mặt sau thì được in tên của shop lên trông khá là nổi bật. Lúc đầu thì mình định đặt mua màu xám nhưng không hiểu sao lại đặt thành màu xanh nữa. Nhưng mà may mặc lên trông vẫn xinh. Không thì mình sẽ xỉu 7 ngày 7 đêm mất. Em áo này thì mình thấy giá khá cao so với các bạn. Nên nếu mọi người muốn mua thì có thể đợi các đợt sale để có mã giảm giá cho dễ. Không hiểu sao mặc em áo này lên mình lại nhớ đến hồi cấp 3. Nên thử lấy ra mặc với đồng phục luôn. Bạn nào mà có đồng phục là váy thì có thể tham khảo mặc như thế này nha. Hello hello mọi người, không biết ở đây có ai hay thích mặc mấy đồ nhẹ nhàng nữ tính giống mình không nhỉ? Mình mới order set này trông khá là điệu. Áo này thì là dáng ngắn và đằng trước thì có ba cái cúc gỗ. Phần gấu áo thì chỗ này may liền vào chứ không tháo được nha mọi người. Phần tay áo thì có hai lớp và may phồng lên. Ngoài ra thì mình có mua thêm một cái váy dáng dài màu nâu. Váy này là cáp chun free size nha mọi người. Bên trong thì có thêm một lớp lót nên cảm giác mặc khá là chắc chắn và thoải mái. Em này thì mình thấy ở ngoài màu đậm hơn trên ảnh một xíu. Mình khá là thích em váy này vì lên form trông khá là cứng cáp và dễ phối đồ. Mặc như thế này mình thấy đi học đi chơi hay đi làm cũng đều rất xinh luôn. Lúc đầu mình vào xem thì chưa có ai mua cái váy này cả, nhưng mà mình vẫn đánh liều mua thử xem sao. Ai ngờ xinh xuất sắc luôn ấy mọi người ạ. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox một set đồ trông siêu nữ tính luôn. Shop này thì mình thấy bọc hàng khá cẩn thận, mua hàng mà còn được tặng kẹo nữa. Em đầu tiên là một cái áo mà mình thấy khá là hot gần đây. Áo này thì mình thấy được may khá là cẩn thận. Toàn bộ trên áo này thì là xếp ly nhỏ, mình thấy độ co giãn khá là tốt. Và điểm đặc biệt là mình thấy trên áo này không hề có một cái viền nào mọi người. Ngoài ra thì mình có đặt thêm một cái váy dáng dài màu be nhạt. Bên trong váy thì cũng có một lớp lót mỏng nha mọi người. Mình sẽ thử mặc set này lên cho mọi người xem nhé. Mặc dù phần bụng của váy có bo chun nhưng mà được may khá là nhỏ nên là bạn nào mà eo trên 68 thì sẽ không vừa đâu nha. Mình thấy mọi người hay mặc kiểu thả áo ra ngoài, nhưng mà mình thì thích sơ vin vào như thế này hơn vì mình không được cao cho lắm nên cảm giác cho áo vào bên trong sẽ không bị nút dáng nha. Hello hello mọi người, có ai thích làm móng nhưng mà không có thời gian ra ngoài như mình không? Đã thế lại còn hay thích đổi các mẫu móng chứ không muốn làm mãi một kiểu, nên lần này mình quyết định mua siêu nhiều các loại móng giả, từ kiểu móng điệu đà, kiểu trơn hay là mấy kiểu cute hột mê mình cũng đều mua hết luôn. Sau đấy thì mình sẽ xếp hết vào tủ để dùng dần, xếp vào xong trông cứ bị thích mắt đi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ thử làm một bộ luôn nhé, còn tặng kèm cả giữa móng tay nữa nè. Đây là móng thật của mình bây giờ, mình sẽ chọn một bộ trong suốt trông thật là tự nhiên để đi làm. Đầu tiên là mình sẽ giũa móng tay, sau đấy mình sẽ ướm thử móng mà mình định dán lên, bôi cái keo có sẵn lên trên móng, sau đấy thì cho lên móng tay và giữ khoảng 5 giây, tương tự các móng khác. Nếu dài quá thì mình sẽ giũa bớt đi. Ta-da, thành quả nè. Dán xong mình ước có cảm giác nhìn ngón tay trông thon với cả dài hơn ấy mọi người ạ. Số móng còn thừa thì mình có thể cất đi, lần sau có thể tận dụng để làm một bộ mới. Nói chung là mình thấy mỗi khi chán thì có thể thay một bộ nails khác, đảm bảo là mọi người có thể cảm thấy mới mẻ mỗi ngày luôn. Hello hello mọi người, dạo này thì mình mua hơi nhiều đồ bánh bèo thì phải. Đầu tiên là mình chọn một cái áo trễ vai có hai lớp. Chất vải này thì mình thì khá là xinh và không bị nóng nha. Ngoài ra thì mình có chọn thêm một cái quần trắng để mặc cùng áo nữa. Em quần này thì mình thấy mặc lên khá là đứng form, phối với cái áo trễ vai kia khá là hợp nha. Tiếp theo thì vẫn là một cái áo trễ vai màu trắng, nhưng mà chất vải của em này thì mềm và có độ rủ hơn. Em này thì là áo dài tay có hai lớp, nhưng mà mình thấy mùa hè vẫn mặc được, không bị nóng đâu nha. Áo này nếu mặc trễ vai thì phần tay hơi dài so với mình, nên khi mặc thì mình sẽ kéo vai lên như thế này cho đỡ bị dài. Cuối cùng thì là một set mà mình mong chờ nhất luôn. Phần cổ của áo này có vạt chéo được may khá là lạ. Mình có mua thêm một cái quần giả váy màu nâu để mặc với em này. Mình thấy quần này ở ngoài đậm hơn trên ảnh một chút, nhưng mà mình lại thích màu nâu đậm như thế này hơn. Em áo này thì mình thấy mặc lên màu khá là xinh. Mỗi tội là người mình bé nên là mặc hơi rộng một xíu. Bạn nào mà đầy đặn hơn tầm 48-50 cân trở lên thì mọi người có thể tham khảo em này nha. Hello mọi người, không biết ở đây có ai vào chỉ định mua một đồ xong lúc thanh toán lại thành 4 đồ như mình không? Đầu tiên thì mình chỉ định mua mỗi cái áo công sở này thôi. Em này thì mình thấy kiểu dáng và màu sắc cực kỳ hợp để mặc đi làm luôn. Tiếp theo là mình chọn thêm một cái áo siêu bánh bèo màu trắng. Phần tay áo thì được bo chun làm thành kiểu tay phồng ấy. Riêng áo này thì chỉ có một lớp khá là mỏng thôi, nên là shop có tặng kèm thêm một cái áo lót ở bên trong chứ không phải là may hai lớp đâu nha. Mình thích nhất là cái phần bèo nhún ở đằng trước ngực này, mặc lên trông cứ bị tiểu thư ấy. Tiếp theo là mình có chọn thêm một cái váy màu vàng để mặc đi biển. Em này ở trên thì là tay phồng, còn phần dưới thì có nhiều tầng khá là xinh. Tuy nhiên là phần vải này hơi mỏng một chút và chỉ có một lớp thôi. Không hiểu sao mặc em này lên mình cảm giác như công chúa Bella trong phim hoạt hình ý. Em này mà bạn nào 1m6 trở lên thì mặc sẽ xinh hơn. Còn ai mà thấp thấp như mình thì có thể tham khảo em váy trắng này nha. Ai mà nghĩ đây là mặt trước của váy thì không phải đâu, vì đây là mặt sau nha mọi người. Phần mặt trước của váy thì mình thấy được may phồng khá là xinh. Điểm trừ duy nhất là mình thấy phần chun ở tay may hơi chật một xíu. Em này thì mình thấy có thể mặc đi tiệc, đi đám cưới hoặc là đi du lịch cũng đều hợp luôn. Hello hello mọi người, cũng khá lâu rồi mình mới mua thêm một đôi giày. Bình thường thì mấy đôi kiểu này mình sẽ order shop quốc tế, nhưng mà thấy shop này có sẵn nên mình mua ở đây luôn. Em này thì có phần đế giày khá cao, khoảng 5 phân. Mình thấy mũi và đế giày cực kỳ chắc chắn, dù là bốt cao cổ nhưng mà có khóa kéo ở bên cạnh nên là rất dễ đi luôn. Chân da này thì mình đi lên cảm thấy khá là mềm, mình đặt đúng size hay đi thì thấy vừa chân luôn, không bị rộng hay chật hơn một chút nào. Đặc biệt là mình thấy em này có ưu điểm là che được bắp chân, đi lên thấy chân thon và dài ra mấy phần luôn. Ngoài ra thì mình thấy em này cũng rất dễ phối đồ nữa. Mình thì thấy mặc với váy ngắn hoặc là quần đùi là hợp nhất luôn.